Sau một thời gian dài yêu thương, tìm hiểu, đối phương Phan Thành Lĩnh và Nguyên Bác chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 22 tháng 10 tới đây trong sự chúc phúc của nhiều người hâm mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, cặp đồng tính nam Phan Thành Lĩnh và Nguyên Bác đồng loạt xả ảnh cưới đẹp như mơ. Khoảnh khắc ghi lại, Thành Lĩnh diện vest đen lịch lãm, trong khi bạn đời diện trang phục sáng màu, nhìn nhã nhặn hơn. Cả hai đã dành cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật. Tiết lộ lý do cho Đà Lạt là nơi chụp ảnh cưới, người trong cuộc cho hay địa điểm này chính là minh chứng tình yêu, là nơi cả hai xác định mối quan hệ gắn bó lâu dài. Xin thân gửi tới họ hàng hai bên, anh chị em cũng như bạn bè thân thiết và những bạn 6 năm qua đã dõi theo đồng hành cho chuyện tình của tụi mình. Vậy là ngày này cũng đã tới. Như trước đây, tụi mình đã từng chia sẻ lễ cưới được tổ chức tại Đà Lạt, nơi ba chiếc áo đổi lấy thanh xuân được bắt đầu. Và cũng là nơi chứa toàn bộ ký ức thanh xuân đẹp nhất của tụi mình. Giống như mọi người thì tụi mình cũng từng vui vẻ, từng khóc, từng hạnh phúc, cũng từng đau, từng tổn thương ít hay nhiều. Và điều may mắn là tụi mình chưa từng buông tay nhau. Tụi mình chỉ muốn xem đây như một buổi tiệc ấm cúng nhỏ xinh, đánh dấu hành trình đã qua cùng những người thân yêu, dành trọn vẹn thời gian ôn lại từng phân đoạn ký ức 6 năm của tụi mình. Và bắt đầu mở ra những trang mới của chuyến xe ba lớn ba nhỏ, hành trình gia đình nhà cọp ở tương lai, Thành Lĩnh viết. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người vào gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Được biết, hôn lễ của cả hai sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Thành Lĩnh và Nguyên Bắc từng gây chú ý khi xuất hiện trên sóng Người ấy là ai cách đây 3 tháng. Cả hai đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng chính là cặp đôi đặc biệt trong cộng đồng LGBT Việt Nam bởi câu chuyện tình trái ngang. Cuối tháng 7 năm 2013, khi ấy Bắc làm nhân sự, phỏng vấn tuyển dụng, còn Lĩnh là nhân viên mới vào công ty, cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp. Năm 2015, người yêu Lĩnh không may qua đời sau vụ tai nạn giao thông. Để vơi đi những mất mát chẳng thể đong đếm, anh quyết định rời thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt sinh sống. Sau gần một năm sống ở miền đất mới, Lĩnh vô tình gặp lại Bắc ở Hồ Xuân Hương khi anh đang đi du lịch một mình. Gặp lại bạn cũ, cả hai trò chuyện rôm rả, cùng ôn lại bao kỷ niệm tại công ty ngày trước. Những ngày ở Đà Lạt, Bắc được Lĩnh dẫn đi chơi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon và cùng chia sẻ với nhau nhiều chuyện buồn vui. Nhắc lại kỷ niệm, Lĩnh kể, chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng ba lần mình đón đi chơi, lần nào Bắc cũng quên mang áo khoác. Thời tiết trên đó khá lạnh, không thể nhìn bạn ấy lạnh, lần nào mình cũng chủ động cởi áo khoác lên vai Bắc. Đêm cuối cùng bạn ở Đà Lạt, chúng mình đi dạo ở chợ. Mình đi mua mấy xiên nướng, còn Bắc thì vào trong dạo. Một lúc sau, Bắc đi ra với một cái áo mới và nói rằng, ba cái áo cũ đổi lấy một cái áo mới chơi không. Kết thúc chuyến du lịch, Bắc trở lại thành phố Hồ Chí Minh, đem theo cả nỗi phấn vương và nhớ nhung về người đồng nghiệp cũ. Trong thời gian này, cả hai nhắn tin nhiều hơn, chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ở hai nơi. Những câu chuyện không đầu không cuối đã khiến cả hai xích lại gần nhau và chẳng ai muốn rời xa ai. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2016, đúng ngày sinh nhật Lĩnh, Bắc đã bí mật chuẩn bị quà, đi xe 9 tiếng đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt để tạo bất ngờ. Khoảnh khắc ấy khiến Lĩnh vô cùng cảm động và cả hai chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Để được gần gũi, Lĩnh tạm biệt Đà Lạt và trở lại thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Tình yêu ngọt ngào của cặp đôi những tưởng sẽ chẳng bao giờ có sóng gió bởi đều được gia đình hai bên ủng hộ. Cho đến khi trong thời gian yêu và sống cạnh Bắc, Lĩnh đã phạm phải một số lỗi sai mà đến giờ nghĩ lại cậu vẫn hổ thẹn. Đó là một đêm say, khi gặp lại người bạn gái thời đại học, anh đã đi quá giới hạn. Khi Lĩnh thú tội với Bắc, cũng là lúc cả hai biết tin cô gái kia đã có thai. Lĩnh kể khi biết cô ấy có bầu, mình rất sợ vì đã làm điều có lỗi sau lưng Bắc. Suốt những ngày sau đó, mình luôn sống trong tâm trí dằn vặt hối hận và chẳng biết phải mở lời thú tội như thế nào. Dẫu vậy, thay vì chọn cách im lặng, mình quay về quỳ gối dưới chân Bắc để nói hết mọi chuyện. Biết chuyện, mới đầu Bắc có chút hụt hẫng, song anh không trách móc bạn trai. Thậm chí Bắc còn khuyên Lĩnh nên kết hôn với mẹ em bé để con chào đời sẽ có một gia đình vẹn tròn. Sau cùng tất cả đi đến thống nhất, khi em bé chào đời, Lĩnh sẽ nuôi và mẹ bé sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tuy vậy, sự việc không may xảy ra khi vừa ở bên con trai được 2 tuần, mẹ bé mắc COVID-19 đã không qua khỏi. Lĩnh nói rằng nếu Nguyên Bắc được ví như đóa hoa thạch thảo mong manh của Đà Lạt thì mẹ bé là thiên thần đã hoàn thành sứ mệnh và về lại thiên đường. Bé cọp chính là trái tim gắn kết tất cả lại. Lĩnh cũng thú nhận cuộc đời của mình là những chuỗi ngày sai lầm nối tiếp. Chỉ có hai điều anh làm đúng là có được bé cọp và giữ được Nguyên Bắc. Từ ngày có gia đình nhỏ, anh cũng nghiệm ra nhiều giá trị ý nghĩa rằng dù ngày kia có giông bão như thế nào thì khi về nhà chỉ có bình yên.